1 triệu đô la sẽ mua được bao nhiêu mét vuông đất hạng sang ở Sài Gòn, ở Hồng Kông hay ở New York? Cùng Australia, Ấn Độ, Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, thì Việt Nam là một trong 5 điểm đến đầu tư bất động sản hàng đầu của giới siêu giàu Singapore. Báo cáo The Wealth Report năm 2023 của hãng môi giới bất động sản Knight Frank cho biết là Việt Nam xếp vị trí thứ 5 trong 5 điểm đến đầu tư bất động sản yêu thích của giới siêu giàu Singapore. Knight Frank định danh siêu giàu tức là người có tài sản ròng từ 30 triệu đô la trở lên sau khi trừ tất cả các khoản vay. Theo hãng này, thì một trong những yếu tố tạo nên sự thu hút của bất động sản Việt Nam là giá căn hộ hạng sang phải chăng so với các đô thị khác. Cụ thể là Sài Gòn đứng thứ 3 về mức giá phải chăng của căn hộ hạng sang sau Sao Paulo ở Brazil và Cape Town ở Nam Phi. Knight Frank tính toán, với 1 triệu đô la thì người ta có thể mua được đến 162 mét vuông bất động sản hạng sang tại Sài Gòn. Trong khi đó thì cũng với 1 triệu đô la chỉ có thể mua được 35 mét vuông bất động sản hạng sang tại Singapore. Như vậy cũng với 1 triệu đô la người ta có thể mua được chỉ 15 mét vuông bất động sản hạng sang ở Monaco, 21 mét vuông ở Hồng Kông, 33 mét vuông ở New York, 31 mét vuông ở London, 42 mét vuông ở Los Angeles, 37 mét vuông ở Geneva, 42 mét vuông ở Sydney, 42 mét vuông tương tự ở Paris, 56 mét vuông ở Bắc Kinh, 77 mét vuông ở Miami thuộc Florida, 42 mét vuông ở Melbourne, 137 mét vuông ở Dubai. Tức là đây là những nơi mà người gọi là đất mắc hơn vàng là như vậy. Với 1 triệu đô la, nơi mắc nhất người ta chỉ có thể mua được 15 mét vuông bất động sản mà thôi. Đó là ở Monaco, 21 mét vuông ở Hồng Kông. Ông Alex Grant, giám đốc điều hành của Knight Frank ở Việt Nam cho biết là có sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài đối với bất động sản Việt Nam. Phần lớn trong số đó đến từ nguồn vốn tư nhân vào năm 2022. Singapore là quốc gia đứng thứ 2 trong số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, với tổng đăng ký lũy kế đến nay là 71.85 tỷ đô la. Tại Sài Gòn, thì Singapore là đứng đầu về tổng số vốn đầu tư FDI trong số 117 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 1.677 dự án đã phát triển, lên đến 14.2 tỷ đô la. Theo báo cáo của Knight Frank, thì ở cấp độ toàn cầu, top 5 điểm đến đầu tư bất động sản được giới siêu giàu ưa chuộng theo thứ tự lần lượt là Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Anh và Hy Lạp. Năm 2022 là năm có khối lượng đầu tư bất động sản thương mại cao thứ hai từ các nhà đầu tư tư nhân. Trong đó thì số người siêu giàu ở châu Á Thái Bình Dương đầu tư vào bất động sản thương mại đã tăng hơn 30% so với năm trước đó, với tổng giá trị hơn 1.53 tỷ đô la. Đây là mức tăng đáng kể giữa bối cảnh khối lượng đầu tư sụt giảm 21.3% trên toàn khu vực trong cùng năm. Đồng thời, 32% số người siêu giàu ở khu vực châu Á Thái Bình Dương đã có ý định tăng cường đầu tư so với tỷ lệ trung bình toàn cầu là 28%. Mặc dù nhiều thách thức kinh tế vĩ mô vẫn đang diễn ra trên toàn thế giới, nhưng khảo sát nhanh của Knight Frank về giới nhà giàu cho thấy rằng sở hữu bất động sản có xu hướng tăng. 19% số người siêu giàu được khảo sát cho biết là có ý định tiếp tục đầu tư vào bất động sản thương mại, trong khi đó 13% sẽ đầu tư một cách gián tiếp.